Ở video này thì bạn này có comment là anh nghĩ sao về CBR 2021. Ok, thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem CBR 2021. Tại vì nó vừa túi tiền mình có thể mua được để quay cho anh em xem thì nó dễ. Chứ bây giờ anh em kêu review con gì mà mấy trăm triệu, mấy tỷ thì thực sự mà nói mình không có đủ tiền để mình mua quay cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em ha. Rồi quay cho anh em xem. Xe này thì chưa có bán nha anh em nha. Rồi ok anh em. Nói nhanh về cái em CBR150R này. Xe này là bên mình đập thùng mới nha, để quay review cho anh em xem. Thì cái con này á, anh em nhìn sơ sơ á, mà chạy lướt qua á, thì tưởng là cái gì? CBR250. Rồi con này á, thì theo mình thấy á, cái cục máy của nó á, giống cái cục máy con đời cũ 219 luôn nha anh em nha. Dàn sườn mà mình thấy là giống, phải chi mà mình chưa bán con CBR đời cũ thì mình có thể để so sánh cho anh em thì quá tốt rồi. Nhưng mà thôi, anh em coi tham khảo ha. Đó, anh em coi tham khảo thì cái bô là y chang đời cũ, cục máy mình thấy y chang đời cũ. À, cái điểm mới của nó là cái gì? Cái điểm mới của nó là cái đầu đèn y chang 250. Y chang 250, nhưng mà anh em á, nhìn kỹ thì 250 nó sẽ to hơn một chút xíu. Thì sẽ có cơ hội nào đó thì mình sẽ đặt con này và con đời cũ và con 250 để cho anh em so sánh hơn. Thì bây giờ chưa có thì anh em mình phải chịu khó chịu khó coi ha. Rồi ok anh em. Mở cái đầu đèn cho anh em coi cái đèn nó thực tế nè anh em. Mở lên thực tế ha. Con này mình vô đen vô nhớt rô đai đó, đầu đèn mở đèn sáng, ok, đèn led đẹp đẹp ha, anh em nhìn thấy ngoài đẹp ha, không khác gì 250. Rồi có một cái nữa là đó là phục phục sida của Showa anh em ha, cặp phục sida màu vàng anh em thấy không, phục sida ha. Anh em nào mà coi kênh mình nhiều thì cái này mình nói cho gọn. Rồi cái đồng hồ thì cũng giống cái con đúng rồi, con cái con CBR đời cũ luôn. Nhưng mà một cái điểm mới nè, em thấy chỗ này đầy chữ CBR không? Thấy không? Cái con Winix nó không có, với lại đồng hồ Winix nó nằm thấp xuống, nó không có đẹp bằng nha. Đồng hồ đời cũ nó không có đẹp bằng này, này nó cải tiến lên hơn một chút xíu. Anh thấy nó nhô cao hơn á, đúng không? Em là người chạy Winix rồi em thấy không? Đồng hồ nhô cao hơn đúng không? Nhô cao hơn. Nhô cao hơn và chỗ này có chữ CBR. CBR này chắc tốt hãng tốn tiền dán đề can đó. Dán đề can này khắc cái gì đó, này đồng hồ mình không có mở ra mình không biết, nhưng mà mọi cái thông số thì nó y chang con đời cũ thôi đó. Nhưng mà cái đồng hồ được nhô cao hơn và nó sắc hơn một chút xíu nha, theo cái cảm quan mình, cái con mắt mình đang nhìn thì nó sắc hơn một chút xíu. Phục sida của Showa đây đây anh em. Cái phần ghi đông của nó nhìn nó sắc hơn, sắc hơn một chút xíu. Nói chung mọi thứ người ta cải tiến lên cho anh em một chút xíu á. Tiếc là cái con kia anh bán rồi, anh chưa bán là để quay anh em. Cái bình xăng của nó bự hơn, và đẹp hơn cái con đời cũ, bự hơn và đẹp hơn. Giá mình mua mới là ra giấy biển thành phố luôn là 80 mấy, quên ta, 80 triệu đúng luôn, 79 triệu mấy á, 79 triệu 800 á, là biển số Sài Gòn, còn biển tỉnh là sẽ rẻ hơn. Cái này là mình mua thực tế luôn, mình quay cho anh em xem. Cái phần đuôi này, cái hốc gió nó làm là kiểu cho giống 250 á, 250. Còn cái bô thì y chang anh em ha, cái bô thì y chang, hình như là bô bô đời cũ nó không có mấy cái lỗ này ta. Lâu quá anh quên rồi, phải có con xe hình cũ không có, không có cái lỗ này nè. Mình nhớ là không có cái lỗ này. Con này đời mới thì nó khắc 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 thì mấy cái lỗ nhìn cho là lạ đó anh em.
cũng cục máy là đó, đeo bắt xe nè đó, 6 số. Rồi thì nó chỉ vậy thôi, IT nó cũng vậy thôi, ga đồ y chang. Thì cục máy nó là cục máy chắc từ con đời cũ qua luôn mà, ABS, con này có ABS trước sau, anh em thấy không? À, đời tiếng máy lên cho đồ đẹp không, đẹp không? À, xịt dưỡng lên không, đẹp không? Đây đó, thì theo mình cảm nhận thì mới tập chơi chạy con này thì á, để mình có R15 nè, mình quay cho anh em xem thực tế. Thì so với R15 thì R15 nó sẽ to hơn. Anh Kubidu có thể nào xích chiếc xe qua để cho anh em so sánh cái được không? Em dắt được không? Em dắt được, xích được. Chích cái R15 để xét ra cho anh em cảm quen cùng mình, cảm nhận cùng mình luôn. Rồi, clip nhanh ha anh em ha, tại dạo này mình bận quá không có làm được nhiều cho nên. Chúc anh em xem clip vui vẻ và có thể mua được buổi xe cho mình. Bi để xét cái con CBR luôn, cho anh em mình ngắm một cái, có xe nào mình cảm nhận xe đó. Đây thì mình còn con CB500R, thì đương nhiên con này 500R bự hơn con này nhiều rồi đó, để bự hơn đẹp hơn rồi. Tiêu hao nhiên liệu mấy con này thì nó y chang đời cũ thôi anh em à. Rồi đó, cho anh em thực tế giữa R15 mà solo với con này thì nó sẽ như vậy đó, nó như vậy đó. Thì sẽ cảm quen thì mình sẽ thấy là cái con R15 á, nó sẽ to hơn, nó tròn trị hơn chút xíu, kiểu như là nó mập hơn. Con này kiểu nó sắc hơn và cơ bắp hơn. Thì nếu á, con này mà so sánh với con R15 đời cũ á, thì để mình đánh giá xem sao ha. Thì mình thấy nó cũng 1:9, 1:10 á. Tại bởi vì nó cũng thuộc upside down rồi này nọ. Con R15 thì không có ABS, nhưng mà R15 được cục máy VVA 155. Ở ngoài thì R15 từ cái đầu bình xăng cho tới ấy thì nó được to hơn nha anh em ha. Nó to hơn nhưng mà nó sẽ không có nét và nó không có góc cạnh bằng con CBR150. Anh em xem đỡ ha, cũng tối rồi, anh em xem cho đỡ, mình quay sơ cho anh em coi thôi đó. Anh em chọn lựa thì xe này, CBR150 này thì giờ nó sẽ không có xe cũ đâu nha anh em ha, sẽ không có xe cũ tại vì nó mới ra mà đó. Anh em ngắm nha, đó mày xịt cái gì mà nó bay tùm lum tà la hết, mù luôn nè Bi nè. Đó anh em, theo anh em thì anh em sẽ chọn con nào, CBR hay 150 R15? Thì theo mình thấy nha, mình đánh giá cho anh em nha, cái cảm của mình á thì anh em đam mê hãng nào thì anh em dứt hãng đó thôi, chứ hai con này mình thấy nó 1:9, 1:10 à, 1:9, 1:10 à, khó đánh giá à, thấy 9/10 à, còn kẻ 8 lạng người nửa con, không kẻ 5 lạng người nửa ký đó. Thì theo cảm quen anh em thôi, anh em thích mà kiểu mà bốc Yamaha thì anh em chơi R15, còn anh em thích kiểu đầm tính nhẹ nhàng sắc nét thì anh em chơi CBR150. Cái đó là cái lời khuyên của mình dành cho anh em, còn nhiều khi tùy theo sở thích anh em nữa. Nhiều khi mình thích, mình thấy nó góc cạnh nhưng mà cái mắt của anh em, cái cảm quen của anh em á, anh em thấy nó rườm rà à, mỗi người mỗi cách nhìn khác nhau. Thì mình quay lên chỉ đưa lên cho anh em biết là cái cảm giác của mình là như vậy. Nếu như anh em cùng chung thì cũng được, còn anh em không cùng chung thì anh em cũng có thể nêu lên ý kiến của mình để cho góp phần một phần là cộng đồng mình chơi nó vui vẻ hơn. Mỗi người mỗi ý đó, có thể là anh em nhìn mà thấy ok đẹp, anh em nhìn thấy xấu. Thấy đẹp không, này trời tối mà cỡ đó đó,
sáng sáng xíu nữa em qua em gắm giùm anh cái bóng điện kia vô cho sáng sáng anh em ngắm coi, gắm bóng điện vô đó, đúng rồi đó, sáng sáng anh em ngắm mà. Cục máy này thì đâu có gì đâu nghiên cứu, mình nhìn sơ thôi là mình thấy nó y chang cục máy cũ luôn rồi, mình nhìn sơ mình thấy nó y chang luôn rồi, y chang thôi, nhìn sơ thì y chang luôn anh em à. Mình chưa có lên mạng coi thông số gì hết á, để cái này để thử mình chạy vài bữa rồi đó, có thử rồi mình cảm nhận rồi mình đưa ra review cho anh em, mà mình nghĩ chắc chắn 100% nó y chang con đời cũ rồi, không khác gì hết á, cảm giác lái là y chang thôi, chẳng qua có hay không á thì cây phuộc này nó nhúng êm hơn, nhúng êm hơn vậy thôi, có gì đâu, cải tiến được như đó thì mình cảm nhận được như đó thôi. Lại mấy con 150 này đó là anh em chơi rất đơn giản, nó không có tốn kém nhiều đâu, bảo trì bảo dưỡng nó chỉ thay nhớt hay nước mát rồi bố thắng này nọ, vỏ này nọ y như ads, y như ads nha anh em ha. Thì bên mình có bảo trì bảo dưỡng cho anh em từ A tới Z luôn, theo dõi xe luôn, thay thế phụ tùng đầy đủ cho anh em, nên anh em cứ yên tâm. Nhớt nhau thì đủ loại luôn, rất là nhiều loại nhớt, nhiều loại cho anh em tha hồ lựa chọn đó. Quá trời rồi anh em thấy không, đóng nè, tha hồ cho anh em lựa chọn để bảo trì con xe của mình. Mỗi dòng nhớt khác nhau, nó đều có sao phù hợp với lại cách chạy của mỗi người khác nhau. Rồi vậy thôi ha, cái clip tới đây thôi, mình là người quay luôn á, lên clip hoài anh em thấy mặt anh em chai mặt, cho nên bây giờ là mục đích chính là cho anh em ngắm xe, ok chưa anh em, ok thì cho một like một subscribe nha anh em ha. Này mình dưỡng là cho đẹp, xe này không có bán nha, xe này là để chạy cho anh em nha, xe này để chạy để test rồi đưa lại cảm nhận cho anh em. Sẽ có thằng em nó sẽ vài bữa mình sẽ nó chạy rồi xong thì mình sẽ quay clip nó, rồi người thật việc thật cảm nhận lại cho anh em là xe này chạy thế nào sao sao đó, ok anh em. Rồi vậy nha, bây giờ thời gian đâu mà mình chạy đây, bây giờ tiếp anh em không có thời gian nữa, mình sẽ cho thằng em chạy rồi nó sẽ chia sẻ lại như thế nào ra sao rồi cho anh em. Rồi bây giờ mình chỉ là cảm quan của anh em mình ha. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ, có một ngày làm việc thiệt là thành công. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại ở những clip sau.